Chào các bạn à, hồi mấy tháng trước là mình có làm một clip là lấy 1 triệu để mua 100 tờ vé số ới à, kết quả là lần đó là mình không trúng được tờ nào hết, tại vì mình mua mấy số nó bị trùng các bạn. Ví dụ như mình gặp mấy người bán mười mấy tờ, 20 tờ mà số trùng nhau mình vẫn mua nữa, nên lần đó là mình không có trúng được tờ nào hết à, nên lần này là mình sẽ làm thêm một clip mua vé số nữa, nhưng lần này là mình sẽ chọn lọc ra là mình sẽ mua 100 số khác nhau, tức là mình 100 tờ và có 100 số khác nhau, tức là mình sẽ có cơ hội là trúng được 100% trúng các bạn. Tại vì 100 tờ khác nhau thì mình trúng có thể mình trúng được 100.000, nên là tỷ lệ hai trúng của mình có thể là 100%, nhưng mà cái khó chính là phải tìm 100 tờ khác nhau các bạn. Hiện tại là mới có 12 giờ trưa à, bây giờ mình nghĩ là mình đi tới chiều luôn mới có thể kiếm được 100 tờ khác nhau à. Bạn nào thích video này hãy nhấn like và chia sẻ video này nhiệt tình nha. Bây giờ mình sẽ ra đường và tìm mua 100 tờ khác nhau. Con đài Tiền Giang mỗi số một tờ luôn, mỗi tờ một số Tiền Giang thôi nha con, đài một tờ luôn. Hai mươi hai ba bốn bốn sáu trăm một mình sẽ kiếm số này đi. Ba mươi bốn 46 611 OK. Còn số Tiền Giang không con? Dạ là thật không biết rồi, mới biết gì. Lấy con thằng 70. Còn Tiền Giang không con? 45, 02, 85 rồi còn. Cái này đã hả? Đây con còn. Lấy còn một cái 45. Rồi, cái 02, cái 85. Cái này đã hả? Cái lá còn phải rồi. Ba chục có rồi. Còn Tiền Giang không chị? Dạ. Còn Tiền Giang không? Và đây mình đã mua được 71 tờ khác nhau các bạn. Mình đi từ 11, 12 giờ trưa mình đi tới 4 giờ rưỡi. Cuối cùng là mình chỉ mua được 71 tờ khác nhau thôi. Còn 20 mấy tờ là mình mua bị trùng luôn. Tại có mấy người ta bán còn 1-2 tờ cuối cùng nên mình mua ủng hộ luôn. Kết quả là mình mua được có 71 tờ có số khác nhau và 20 mấy tờ là có số trùng luôn. Nói chung là mua 100 tờ khác nhau là điều rất là khó luôn các bạn. Tại vì người ta bán số rất là giống nhau, mấy số đầu khác nhau nhưng mà hai số cuối thì họ luôn bán giống nhau các bạn. Mình tìm quá trời luôn, cuối cùng chỉ mua được 71 tờ thôi. Bây giờ là hơn 4 rưỡi rồi, mình sẽ vô mình dò luôn nha, không biết có trúng không nữa. OK, bây giờ mình sẽ trải 71 tờ này ra cho mấy bạn rồi dò cho nó dễ nha. Và đây mình đã xếp nguyên một bàn rồi các bạn, 71 tờ có số khác nhau nha. Còn ở đây là đài Đà Lạt với lại mấy số trùng hay mấy 30 tờ gì đó. Nói chung là mấy người mà bán còn lại 2-3 tờ là mình mua ủng hộ luôn, là còn nên mua mấy số bị trùng với lại một số là Đà Lạt luôn các bạn.
Còn mấy số dưới đây là đài Tiền Giang hết nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy điện thoại ra dò thử coi có trúng được số nào hay không. Đây mình sẽ vô website để mình xem kết quả xổ số nha các bạn. minhngoc.net.vn à, đài Tiền Giang ngày 23/12/2018 đài Tiền Giang hôm nay xổ số ra số 00 các bạn ơi. Và kết quả là mình mua được có một tờ 00 các bạn. Đây một tờ 00. Phải, 100 luôn. Mình trúng được một tờ rồi nha. Rồi đó mình coi thử coi mình còn súng được số nào nữa hay không. Rồi tiếp theo giải 7 là 066, mình sẽ tìm cái mình có số 66 không nha. Đây mình chỉ có 866 thôi các bạn ơi. 866 vậy là không trúng rồi. Ok, số tiếp theo là 2586. Mình chỉ có 1186, tức là mình không trúng luôn rồi. Rồi giải 3 là 37358. Mình 19058 thật lắc rồi. Rồi tiếp theo là 02161 thật lắc luôn. Rồi tiếp theo giải nhì là 38646. Mình 146 thật lắc luôn. Rồi tiếp theo là giải nhất 08463. Mình có 463 luôn nhưng mà mình là 43463, còn nó là 08463 thật lắc luôn các bạn ơi. Rồi giải đặc biệt 38. Còn đây là giải đặc biệt đó các bạn. 058338. Mình 738 là trật rồi. Và đây kết quả là sau khi mình mua 1 triệu tiền vé số, cả sở hơn 1 triệu luôn các bạn, 100 mấy tờ luôn á, thì mình trúng được duy nhất là số 00 nha. Đài Tiền Giang ngày 23/12/2018 mình trúng được số 00, số đầu. À, nói chung đây là lần đầu tiên mình trúng vé số luôn các bạn. Từ hồi xưa giờ là mình mua vé số là chưa bao giờ trúng luôn. Đây là lần đầu tiên mình trúng được vé số. Và đây là trúng số 00 luôn mới ghê chứ. Bây giờ mình sẽ đem đổi nha. Để coi trúng được bao nhiêu tiền. À, hai chữ số mình sẽ trúng được 100.000. 100.000 mấy bạn, đổi 1 triệu lấy 100.000. Nói chung là rất là vui vì là lần đầu tiên mình được trúng số. Bây giờ mình sẽ ra ngoài đại lý và đổi nha. Còn nhiêu đây là đặt hết rồi, mình sẽ gom lại hết luôn. Nguyên cái bàn luôn. Các bạn thấy nguyên cái bàn vé số luôn không? Quá dữ. Ủa? Chưa có 23 hả? Đó kìa. Là trúng mà. Không ý. Ủa chưa có kết quả 23 hả vậy? Chưa cưng, chưa có giấy dò cưng. Có kết quả rồi mà chưa dò rồi. Không. Nhưng mà con trúng rồi. Có không? Đúng rồi. Bây giờ đổi được nhiêu? Này 23 tay đúng không? Đúng, này 23 nè, đây còn con mẹ. Đúng rồi, con rồi. Con đang bật luôn nè. Có 100 ngàn. 100 ngàn hả? Không có cò gì hết hả? Không bà. Rồi giờ đổi con 100 ngàn, mua thêm tờ nữa ha. Ra đại lý đổi là mất kia phần trăm luôn chứ cò gì. Cái mình đổi số trúng làm vậy vậy lấy con mà. Lấy con chích chột thôi, con mua thêm một tờ đi tặng tờ nha, lấy hai tờ đi. Rồi hai tờ luôn. Ừ. Phải hai tờ khác nhau đi. Rồi muốn lấy gì lấy. Rồi vậy là còn tấp chục. Ừ. Là đầu tiên trúng số vậy á hả? Ừ, nữa mai trúng nữa mua đại á. Coi chừng mai trúng hai tờ rồi. À, màu vàng á, màu vàng không, mai vô vàng á. Thôi là lỡ bóc này rồi thua gì. Rồi cảm ơn nha. Đây đây. Có tờ màu rồi. Cái giá là hên lắm rồi. Không mua quá trời luôn á. Đây trúng được 100 ngàn mấy bạn, mua 2 tờ còn 80. Đây kết quả là mình bỏ ra là hơn 1 triệu, cuối cùng trúng được hai số đầu, số 00 luôn vậy. Trúng được số 00 luôn mới ghê, hai số đầu 00 được 100 ngàn mà phải mua ủng hộ cái gì bán vé số 2 tờ. Là còn có 80 ngàn à, mà tiền xăng là hết 50 ngàn nữa. Là giờ còn chừng 30 ngàn à. Nói chung là đây là lần đầu tiên mình trúng vé số luôn các bạn. Nói chung là rất là mừng rồi, lần đầu tiên trúng vé số là mừng lắm rồi. À, vậy mình kết thúc video tại đây. Bây giờ hôm nay là review mua thử 100 tờ vé số khác nhau, kết quả là trúng được 100 ngàn. Nói chung là vé số rất là khó trúng các bạn, 100 tờ chỉ trúng được 1 tờ thôi. À, mấy bạn xem hết video này nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ video giúp mình. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Nè Tú đi theo cho 20 ngàn với tờ vé số nè. Rồi. Mấy ảo đi theo mà xin nữa.
một tờ bóc đại tờ coi chị bóc tờ coi lắm mai mai trúng rồi chị anh Lâm nha, trúng số lắm á.